giới thiệu cái sản phẩm mới của đeo. Cái đây nó rất là mới. Anh khai anh khui thùng nguyên niêm phong. Thông tin chi tiết cấu hình chút nữa mình sẽ chia sẻ luôn trong video này. Anh tự quay đúng không? Thoải mái, quay vô tư. Yes. Cái mẫu mới khách hàng biết sản phẩm. To lên nghe thấy không? Anh dính vào hộp. Dính vào hộp. Mình cũng đang rất là hồi hộp xem cái mẫu này, phiên bản là cải tiến mới của những cái model trước. Lần này mình xem qua review rất là đẹp rồi, thực tế bây giờ mới được trải nghiệm. Đó, đây là quá trình bóc thùng. Đó, đây là nhân vật chính. Đó, anh đây nhân vật chính. À, cái máy. Đây có hai anh rất là vui tình đấy, cuối thùng đây chúng ta cùng chiêm ngưỡng cùng các anh ở đây luôn. Đó, đây các bạn xem tổng quan cái ấn tượng đầu tiên mình thấy so với những sản phẩm trước đó là phá cách hoàn toàn so với cái cắt CNC mới của hãng. Và có công nghệ màn hình tràn viền thì chúng ta sẽ trải nghiệm ở phía sau luôn. Đây. Đấy. Wow. Đấy. Bé tí là giống như xí xí đang mỏng. Quá đẹp. Màn hình dựa trên cái sản phẩm cao cấp Ultrabook của Dell. Có hai điểm mới mình phát hiện trên cái chiếc này đó là dựa trên cái Ultrabook cao cấp của Dell, cái camera giấu xuống dưới để tiết kiệm cho cái màn hình. Và nữa là cái sân chuột thì vẫn giữ lại cái đặc thù là ở phía chuột là người ta võng xuống chút cho tạo ở máy. Đó. Thì còn những thông tin thú vị đó tin cũng mình sẽ đây chia sẻ phía sau luôn. Mấy con này nữa là con này là dạng là customer order rồi là order trực tiếp từ website của Dell. Yes. Từ Mỹ rồi, website của Dell, nhưng mình chụp lại cái này thì có cái số order number này, số service tag, số này thì tra được ra là cái ngày đặt hàng từ Mỹ. Cái số này nó không phải là cái hàng gọi là 100 con bán ở siêu thị hoặc là 50 con bán ở siêu thị. Con này là chỉ có một con nhập. Đây màn hình rất phải cách luôn. Đây, cái này cần thêm được đơn hàng này. Đây. Em muốn biết chuyện đấy. Packing list của Dell đây. Có số order number luôn không anh? Có order okay. Number, đây có packing list của Dell. Đây, có số checking number này, số checking này. Order number này. Đây đầy đủ thông tin như một số video trước mình chia sẻ về cái số order number. Cái số này cực kỳ giá trị với sản phẩm đó là xác nhận bảo hành để chuyển bảo hành về chính hãng. Mình có thêm cái quyền chuyển bảo hành vùng mình ở. Đó, rất là tuyệt vời cái sản phẩm. Chuyển bảo hành có mail được, em hỗ trợ anh bên anh mà. Hỗ trợ khách hàng chuyển bảo hành. Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu một sản phẩm mới của Dell, công ty mới nhập về. Cái sản phẩm các bạn đang xem đây đó là phiên bản mới, dựa vào những cái phiên bản mà được người tiêu dùng sử dụng. Có rất là lưu ý, năm 2015 Dell đã ra mắt cái phiên bản Inspiron 7537, đó là phá cách hoàn toàn về mẫu, so là kết hợp giữa cái vỏ mà giả nhôm. Phiên bản trên tay hôm nay mình sẽ giới thiệu xem là những cái nét mới và tích hợp thừa hưởng giữa những cái sản phẩm trước Inspiron và dòng Dell XPS cao cấp. Cái màn hình là bê nguyên cái công nghệ của XPS sang rồi, mỏng và công nghệ camera dấu dưới. Thì đi tổng quan cái mẫu này một lượt, tại vì tính chất thời gian cũng không có nhiều, mình giới thiệu nhanh luôn. Các cổng được tích hợp bên phải. Thì so với những phiên bản trước thì người ta đã tích hợp đi, gần như là tối ưu vào sản phẩm để giảm về trọng lượng. Riêng phiên bản này so với cái phiên bản trước của hãng, trên cái mẫu thiết kế đấy là mỏng một nửa luôn, bằng một nửa cái máy trước, rất là mỏng. Các cổng bên phải đó thì người ta sẽ chuyển hết về phía sau, được tích hợp cái khe cắm thẻ nhớ gần với cổng USB 3.0 Gen 2, cạnh cái lỗ cắm Kensington, cái này lấy khóa ra cổ máy với cái chỗ làm việc đỡ sợ bị hack máy. Tổng quan phía bên trái thì là tích hợp cái lỗ cắm nguồn và người ta giữ lại cho mình cái cổng cực giá trị luôn, truy xuất dữ liệu mạng cực nhanh ở G45 mạng LAN, các bạn cắm vào cổng này. Và kế đó 5 cổng, một cổng chuyển ra màn hình bên ngoài HDMI và hai cổng USB. Tất cả đều công nghệ USB trên sản phẩm này đều là 3.1 Gen 2, cũng là trong cái dòng chuẩn kết nối thuần túy của dòng trên laptop. Thì đây là cái chuẩn trồng USB cao cấp và truy xuất dữ liệu nhanh nhất rồi. Sau đó đến bây giờ là USB Type-C, thì hơi đáng tiếc là người ta lại không trang bị vào đây, vào cái sản phẩm này. Kế tiếp đó là một cổng 3.5. Cái công nghệ mà các CMC trên cái laptop này thì người ta vẫn giữ lại. Máy này được trang bị bằng phím sáng. Và cái đặc thù của dòng Inspiron thì được thiết kế sân chuột rộng hơn dòng Latitude rất là nhiều, tạo một cái cảm giác làm việc rất là thoải mái. Người ta giữ lại cái đèn tín hiệu và cái thiết kế phá cách hơi lõm xuống, tạo cái cảm giác thoải mái cho người sử dụng khi mở cái laptop lên. Tổng quan phía sau các bạn thấy đây là nổi bật với cái màu trắng, màu silver, màu trắng. Và để ý kỹ thì cái góc viền của nó ấy, đây là cái thiết kế mới phá cách trên Dell mà rất là nít, ngay cả bản thân mình sử dụng những laptop mình rất là thích cái kiểu thiết kế mới này.
tạo nên một cái điểm sang phá cách hoàn toàn trên cái dòng Inspiron. Tới thời điểm hiện tại thì đây có thể là cái dòng Inspiron cao cấp và ăn điểm nhất của hãng, được tích hợp trên cái model đời mới đây. Đây là chiếc 7560. Cái một cái cảm nhận bàn phím thì mình sẽ chia sẻ vào cái đoạn sau. Đây là tổng quan phía sau của cái sản phẩm này. Cái công nghệ mà bàn phím mới của Dell cũng được tích hợp vào trên sản phẩm này luôn. Ngoài cái độ bền người ta đã thử trong cái bài test của hãng là 10 triệu lần cho cái bàn gõ lần phím và cái chuột thì rất là lâu mới hỏng được cái bàn phím với cái độ bền trên này. Cái ấn tượng đó là công nghệ backlit ở trên sản phẩm này người ta giữ luôn luôn cả trên dòng Ultrabook cao cấp, đó là mình cho người sử dụng hai chế độ sáng, một sáng vừa và một sáng ánh sáng nó mạnh hơn, và một ấn thêm một lần nữa thì nó tắt. Đây là cái bàn phím của dòng sản phẩm đời mới. Đó, thế đây nhanh giới thiệu tổng quan các bạn sản phẩm mới của công ty. Đây là một cái mẫu tương đối là đẹp cho dòng Inspiron đời mới. Cái điều ấn tượng phá cách nữa là người ta giữ lại được những cái nét tinh tế trên sản phẩm này, mà điều đặc biệt thì đây là cái trọng lượng cực kỳ nhẹ so với màn hình 15.5 inch. Tổng quan sản phẩm rất là nhẹ.